Chào tất cả mọi người. Đây là khu vực cổng lớp của thành phố Tuyên Quang. Sở dĩ tôi quay lại clip để cho mọi người cùng xem đó là trên đường đi tập thể dục thì mình có quay lại một cái clip trên một đoạn đường đi bộ của mình. Đây là bức tường thành cổ Tuyên Quang. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây là bức tường thành cổ. Ngày xưa gọi là hay gọi là thành nhà Mạc, nhưng mà theo một số sử gia thì nói rằng đây cũng không hẳn là thành nhà Mạc mà chỉ là thành cổ Tuyên Quang đấy. Trước đó thì cứ là thời vua nào xây cái khu thành này mà sau này cứ nói là thành cổ, thành nhà Mạc, nhưng mà một số sử gia ở Tuyên Quang này nói rằng là cũng không phải là thành nhà Mạc mà chỉ là thành cổ thôi, chưa biết là đời vua nào, đời tướng nào. Đấy. Đây là trên đường thì tập thể dục. Trước mặt chúng ta là một chị bán cọ. Quả cọ là rất là ngon. Sao hết cọ chưa em? Bao tiền một cân? 50 ạ. 50.000 cân à? Rẻ quá nhỉ, tí quay lại mua nhá. Bây giờ đi tập thể dục đã. Đó. Đây vẫn là bức tường thành cổ Tuyên Quang đây. Đây là chúng ta nhìn thấy một cái chỗ cái vết mà đã bị phá đi. Đó. Đây là phía đuôi. Còn bên cạnh đó là trường Trung học phổ thông Tân Trào. Đó. Thế còn phía trước mặt chúng ta thì là một cái cổng. Biển chỉ đi Ủy ban tỉnh, đi Trung tâm hội nghị, đi Sơn Dương. Đó. Phía trước mặt chúng ta là một cái vòng xuyến. Thì trên cái vòng xuyến này thì chúng ta nhìn qua chúng ta sẽ thấy kho bạc nhà nước ở phía xa và ngân hàng BIDV ở phía xa. Còn ngay ở phía cận mắt chúng ta thì là một cái cổng thành. Một cái cổng thành ở Tuyên Quang này còn sót lại hai cổng thành hoàn chỉnh. Đã được trùng tu một lần. Mà đây là cái cổng thành rất là kiên cố và rất là đẹp. Đấy, chúng ta có thể thấy đó. Chính là chiếc cổng thành đó. Đây là một cái cổng thành ở đầu cầu Nông Tiến. Đây chính là đầu cầu Nông Tiến ạ. Đó, cầu Nông Tiến đi sang Sơn Dương và đi về Thái Nguyên, Hà Nội. Bên kia trước mắt chúng ta là kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang. Và cũng nằm trên cái vòng xuyến này thì là khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang. Đó. Gần luôn cái cổng thành luôn. Buổi tối tối rồi nhưng mà không khí vẫn còn tấp nập. Đang đi bộ để lên chỗ quảng trường Nguyễn Tất Thành để tập thể dục. Chạy vài vòng cho thoải mái con người. Đó, chúng ta review lại, nhìn lại phía mặt tiền của kho bạc nhà nước Tuyên Quang. Đó. Còn phía cuối con đường này, phía xa chúng ta có thể nhìn thấy nhỏ nhỏ phía xa kia là Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Đấy. Còn đây là ngân hàng BIDV. Đấy. Kế đây là Cục Thuế Tuyên Quang, nhưng mà Cục Thuế Tuyên Quang đã chuyển về khu công sở mới ở dưới phía cầu Trảng. Còn cái cơ ngơi này không biết là đơn vị nào tiếp quản.
là cổng của quảng trường phía bên tay phải quảng trường. Đây là khu thường trực và sát với núi Thổ Sơn đây là đền thờ Bác Hồ. Đó. Và trước khi đến bãi tập thì lướt qua đền thờ Bác Hồ một chút. Gần đây thì có những cây trò chỉ rồi những cái cây gỗ quý của các nguyên thủ quốc gia lên thăm Tuyên Quang và trồng tại đây rất nhiều, chúng ta có thể nhìn thấy đó. Nhiều lắm. Còn đây là phía mặt chính của khu đền thờ Bác Hồ. Đền thờ Bác Hồ thì được xây dựng năm 2014 và cũng đã được nhiều lượt khách về đây thăm viếng. Trông thế thôi nhưng mà rộng và rất là kiên cố. Đó, trên cao kia mới là trên đền. Và bây giờ thì ra bãi tập. Phía xa kia thẳng theo cái lối đường băng này thì chính là đường lên Ủy ban tỉnh. Ủy ban tỉnh thì nằm trên đồi cao kia, ngay sau lưng của khu nhà của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đấy, chúng ta có thể review một vòng quanh như này. Ngân hàng BIDV, Cục Thuế và Kho bạc tỉnh và khách sạn Mường Thanh, rồi là đền thờ Bác Hồ. Còn cạnh đây là một cái khu nhà tiếp khách của quảng trường Nguyễn Tất Thành. Còn phía trước mặt chúng ta kia là phía cụm tượng đài. Cụm tượng đài ở phía xa kia chúng ta có thể nhìn thấy hơi nhỏ nhỏ đó. Mà thôi thì ta xin phép các vị và các anh em tôi phải tập thể dục đã. Lẽ ra lướt qua đằng kia thăm cụm tượng đài thì cũng tốt, nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ đi vài bước nữa để cho mọi người nhìn thấy cái khu phía mặt trước của quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đó, kia là cụm tượng đài rồi. Nhìn xa thì nhỏ thế thôi nhưng mà rất là lớn. Lại gần thì rất là hoành tráng và bề thế, bằng toàn bộ bằng đá nguyên khối hết. Đây là toàn bộ khu vực quảng trường. Các cái dịch vụ tô tượng cũng như là xe điện, các thứ để cho các em nhỏ chơi. Còn một số cái khuôn viên này thì một số bà con thường lên đây để tập thể dục, chạy và đi bộ. Đây là một đồng chí bảo vệ của quảng trường. Chào đồng chí nhá. Đang bật điện à? Bật điện. Thế nhá, đi tập thể dục tí. Ok. Đấy, chị em đang đi tập thể dục. Còn đây là một cái sân nhỏ vòng tròn. Tôi sẽ chạy marathon ở đây thôi. Thôi xin tạm biệt mọi người nhé.